Xin chào cả nhà. Đây là hiện tượng nhật thực ở Mỹ. Hôm nay hiện tại là đang xảy ra nhật thực nè. Nhưng mà nơi mình ở thì nó xem được nhật thực một phần, một tí xíu à. Thấy bầu trời ui ui không? Mình quay lên mặt trời cho cả nhà cùng xem nè. Ở bang mình thì mặt trăng nó đi qua, mặt trời nó cắt mình thấy được có một phần hoặc là chưa tới một phần nữa. Nó rất là ít. Để mình zoom gần này cho cả nhà cùng xem nha. Thấy được một góc nhỏ ở phía dưới góc màn hình nè. Zoom gần cho cả nhà xem nè. Cái nhà thấy một góc dưới màn hình không? Thấy nó bị khuyết khuyết chút xíu không? Được chưa? Hả? Được chưa? Thấy được một phần à. Một phần ra. Mình đang zoom bằng cái điện thoại iPhone zoom 9X à. Zoom tối đa thấy được bao nhiêu à? Bầu trời thì tối sầm lệ tí xíu. Nó không tối quá, nhưng mà nó tối cái kiểu kỳ lắm. Nó tối không phải như là chuyển mưa. Nó tối nó sầm sầm cái ánh sáng của mặt trời nó kỳ lắm cả nhà. Đây là hiện tượng mấy trăm năm nó mới có một lần á, là hiện tượng mặt trăng, mặt trời và trái đất nó thẳng một hàng. Để tí xíu nữa nếu như nó có đi ngang, bây giờ mình không biết nó có đi ngang tiểu bang mình không nè. Tí xíu nữa để nó có đi ngang mình quay chia sẻ với cái nhà xem thêm nha. Hình ảnh này là hình ảnh quay trực tiếp mặt trời bằng cái điện thoại nha cả nhà. Mặt trời vẫn đang tròn nha. Chút xíu mình ra mình quay lại nữa coi nó có khuyết không.